Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm clip này để hướng dẫn cho anh em mà đã có nền tảng từ saxophone và flute có thể chuyển sang chơi thêm cái cây sáo điện tử, đặc biệt là Rockwell R1 một cách dễ dàng. Thì các bạn đã biết ý, là saxophone và flute là hai cái nhạc cụ được mọi người khá là ưa chuộng, nhưng mà nó có một vài cái yếu tố khiến cho cái việc mà mình luyện tập khá là vất vả. Ví dụ như là cái tiếng ồn trong giai đoạn đầu tiên mà các bạn chơi ấy, thì sẽ không thể nào mà chơi hay được ngay, và tiếng ồn nó làm ảnh hưởng đến người xung quanh, cho nên là trong một ngày các bạn chỉ có thể tập luyện được một cái khoảng thời gian và cần phải có một cái không gian nhất định để mình có thể tập được những cái nhạc cụ đó. Thì cái cây Rockwell R1 nó giải quyết được rất là nhiều các vấn đề khi mà anh em chơi saxophone và flute gặp phải. Một đấy là các bạn có thể chơi bằng cái việc mà sử dụng loa tập, ở đây nó sẽ phát ra một cái tiếng kêu khá là nhỏ, hoặc là các bạn có thể cắm tai nghe vào luyện tập trong im lặng. Và thứ hai, nó có rất là nhiều cổng kết nối để cho mình kết nối các cái thiết bị kết nối âm thanh, có Bluetooth để mình sử dụng cái app để mình có thể cài đặt hiệu chỉnh ở trên phần mềm, và cực kỳ nhiều các cái tính năng công nghệ nổi bật khác. Và clip này thì mình muốn nói đến bốn cái vấn đề, chính là cái sự khác biệt lớn nhất giữa những cái kỹ thuật từ flute, saxophone khi mà mình chuyển sang cái cây sáo điện tử Rockwell R1 này. Bốn vấn đề đó, một đấy chính là vấn đề cái sự khác biệt về hơi. Thì cái cây này nó sẽ tốn cực kỳ ít hơi các bạn ạ, không tốn nhiều hơi như là saxophone. Vấn đề thứ hai đấy là vấn đề liên quan đến các kỹ thuật lưỡi. Vấn đề thứ ba các bạn gặp phải đấy chính là cái nút chuyển quãng ở đây. Và vấn đề cuối cùng, vấn đề thứ tư đấy là các cái vấn đề liên quan đến các cái cài đặt kèm. Vấn đề đầu tiên đấy là vấn đề về hơi. Thì các bạn đã biết ý, anh em tập saxophone và flute phải có một cái hơi, cái nội lực khá là mạnh để dồn hơi từ bên dưới lên bên trên và tạo ra một cái áp lực mạnh để thổi vào cái bec kèm saxophone ấy, thì nó mới tạo ra được cái tiếng kêu hay. Còn cái hơi mà để mình thổi được một cách chuẩn cao độ của nó thì các bạn phải mất cái thời gian tập luyện khá là lâu, nó tính thời gian bằng tháng, thậm chí là thời gian bằng năm luôn. Thì đối với cây Rockwell R1 này, một đấy là nó cần một cái luồng hơi khá là ít, cho nên là những cái đối tượng người trẻ hoặc là các cô các bác, thậm chí là cao tuổi hơn thì vẫn có thể chơi được cái cây này. Và thứ hai nữa là cái luồng hơi của nó khi mà mình thổi vào thì mặc định nó là cái nốt của nó là đã chuẩn luôn rồi, cho nên là mình không cần phải mất cái thời gian để mình sử dụng môi để luyện tập và sử dụng cái tai nghe của mình để tạo ra một cái luồng hơi nó đẹp, nó chuẩn nữa. Và từ cái sự khác biệt đó thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể thổi kêu cái cây Rockwell này. Đầu tiên là các bạn có thể là ngậm cái bec kèn này giống như là cái ngậm saxophone đó. Mình sẽ tì cái bec kèn này vào cái môi dưới và bịt lại cái răng phía bên dưới, và sau đó mình ngậm vào, cố gắng để cho nó sâu một chút và sau đó thổi. Có một cái sự khác biệt là khi mà các bạn thổi saxophone ấy, các bạn thổi toàn bộ hơi vào saxophone. Còn với cái cây này, bởi vì nó tốn rất là ít hơi, nên là cùng với cái luồng hơi đó các bạn thổi saxophone, các bạn có thể thổi được một câu thôi. Nhưng mà cái cây Rockwell R1 này các bạn có thể thổi được 4, thậm chí là 5 câu, cũng nghĩa là dài hơn gấp nhiều lần. Cho nên là nhiều người các bạn có thói quen là thổi toàn bộ hơi vào sáo ấy, thì cái luồng hơi dư nó sẽ rất là lớn. Vì trong một thời gian dài các bạn không lấy hơi thì các bạn lại lấy lại, thì nó vô tình nó tạo ra cái sự gọi là tức ngực cho các bạn. Thì cái yếu tố quan trọng đấy là cái các bạn phải xả hơi ra bên ngoài ở hai cái mép môi. Đây mình sẽ tháo cái loa này ra và thổi thì các bạn nghe thấy cái tiếng xì khi mà mình xả cái hơi ra bên ngoài luôn. Nó sẽ như vậy. Đấy, thì cái tiếng xì đó là mình sẽ xả hơi ra bên ngoài, và cố gắng là mình hết một câu mình sẽ xả toàn bộ hơi ra bên ngoài và mình lại lấy hơi mới vào. Thì các bạn sẽ thấy cái cây Rockwell này nó sẽ cực nhẹ và nó thổi nó sẽ rất là nhàn. Và tiếp theo nữa mình muốn nói, ở đây trong quá trình mà mình thổi thì nó sẽ có một cái đèn, nó cảm nhận được cái luồng hơi của mình thổi từ thấp đến cao như vậy. Bởi vì cái cây này nó tốn ít hơi các bạn ạ, cho nên là đối với anh em chơi saxophone ngay đầu tiên, có thể là rất là nhiều người họ sẽ thổi cái luồng hơi mạnh luôn và nó vượt khỏi cái ngưỡng này như vậy. Thì một là cái hơi của nó là cái luồng hơi rất là mạnh,
nó đã vượt qua cái ngưỡng này rồi, một nó sẽ bị vỡ tiếng, và hai nữa là các bạn đã thổi mạnh rồi thì các bạn cái biên độ rung nó sẽ không còn. Các bạn muốn thổi mạnh hơn để đẩy cái hơi nó mạnh hơn, hoặc muốn thổi nhẹ hơn để cho nó yếu hơn ấy, thì cái đó nó biên độ nó không còn nữa. Nên là mình sẽ cố gắng là thổi cái luồng hơi ở đâu đó ở giữa hai cái vạch này, thì cái tiếng của nó sẽ kêu đẹp nhất, và khi các bạn rung ấy, nó còn cái biên độ để cho các bạn rung như vậy. Còn khi mà thổi mạnh rồi thì mình sẽ mất cái biên độ đó. Thì các bạn cố gắng thời gian đầu tiên mình có thể bật cái đèn này lên, và sau đó là luyện tập làm sao để cái hơi của mình nó duy trì ở cái ngưỡng này. Đó là chính là cái yếu tố về hơi. Còn cái yếu tố thứ hai mình muốn nói đấy là yếu tố về lưỡi. Thì với saxophone và flute ấy, thì các bạn nó có một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật legato, hoặc là trên sáo trúc ấy, thì nó gọi là đánh lưỡi đơn. Thì về cơ bản các bạn sẽ sử dụng cái lưỡi của mình đánh không ra tiếng, đánh cái chữ t t t hoặc đánh chữ tắc 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 để có thể ngắt cái luồng hơi ra làm đôi. Mỗi một nốt khi mà mình thổi nó sẽ rõ ràng, tròn vành, rõ chữ. Và cái cách đánh chuẩn ở trên cái cây sáo điện tử nó cần phải nhẹ hơn một chút nữa. Đấy là mình có thể đánh chữ thờ hoặc thậm chí mình đánh chữ hờ luôn, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Nó sẽ như vậy. Thì với cái cây sáo Dogwe R1 này, các bạn cố gắng đánh lưỡi bằng chữ hờ hoặc là chữ thờ thì tiếng nó sẽ rất là nhẹ nhàng, và khi mà đi vào giai điệu ấy, nó sẽ mượt mà hơn rất là nhiều so với cái việc các bạn đánh chữ T. Cái yếu tố thứ ba mình muốn giới thiệu cho các bạn đấy là cái nút chuyển quãng. Thì ở đây các bạn để ý là nó sẽ có các nút chuyển quãng này, vị trí tiêu chuẩn mình không cần bấm này. Nếu mà các bạn muốn lên một quãng 8 thì các bạn phải bấm một cái nút ở phía bên trên này, lên hai quãng 8 thì bấm cái nút ở bên trên nữa, và muốn xuống thì bấm ở phía bên dưới này. Thì với anh em mà chơi saxophone thì có thể là anh em sẽ quen với cái điều này rồi. Ở trên saxophone nó chỉ có một octave thôi, và các bạn muốn lên quãng 3 thì nó sẽ có những cái thế bấm đặc biệt. Với cái cây này các bạn muốn lên quãng 3 chỉ đơn giản các bạn bấm lên cái octave phía trên thứ hai thì nó sẽ tự lên được. Để mà làm quen với cái octave này thì không có cách nào ngoài việc là anh em phải luyện tập nhiều, bằng cái cách là anh em cứ thổi chạy ngón từ thấp lên đến cao, và sử dụng cái octave để lên cao hơn nữa và chạy xuống. Đây, mình sẽ làm mẫu cho các bạn nhé. Đây là nốt đồ này. Nốt đố. Và khi mà mình lên nốt rê ấy, nốt rế đấy, thì mình sẽ bấm nốt rê này, và lên octave, lên một octave thì nó sẽ thành nốt rế. Và lên cao nữa. Và mình cứ tập chạy như vậy. Và chạy xuống. Hoặc là các bạn có thể chạy ngón như vậy. Đấy, các bạn cứ chạy lên và chạy xuống. Và cái đoạn nào mà nó có vướng cái nút octave này này thì anh em cố gắng luyện thật nhiều, thì nó sẽ thành một cái phản xạ. Mình nghĩ là để mà làm quen cây này thì các bạn chỉ cần 1 đến 2 ngày tập luyện, và sau đó là để thành một cái phản xạ thì các bạn chỉ cần liên tục tập trong vòng 2 tuần là sẽ có một cái phản xạ. Và các bạn chơi saxophone và flute như thế nào thì các bạn sẽ ngay lập tức chuyển tất cả các kỹ thuật đó sang cây này một cách mượt mà. Cái yếu tố thứ tư đấy là yếu tố liên quan đến cài đặt. Bởi vì cái cây kèn này nó có cực kỳ nhiều các cái cài đặt khác nhau: cài đặt Bluetooth, cài đặt đèn, cài đặt sáo, cài đặt cảm biến hơi, cài đặt ngón. Cho nên là cái giai đoạn đầu tiên các bạn tập thì hãy cố gắng là làm quen với nó và làm quen với ba yếu tố vừa rồi mình giới thiệu ấy. Còn những cái cài đặt còn lại các bạn có thể tham khảo trong sách, trong hướng dẫn sử dụng, trong những cái video mà mình đã giới thiệu cho các bạn. Thì cái đó mình cần một cái thời gian dài để tìm hiểu từng cài đặt một, từng cái chức năng một của sáo. Và hai cái yếu tố đầu tiên ở cái việc cài đặt ấy, thì mình muốn giới thiệu cho các bạn. Một đấy là chuyển nhạc cụ, và hai là chuyển tông. Đấy là hai cái yếu tố mà mình nghĩ là quan trọng nhất đối với người mới bắt đầu. Thì để chuyển nhạc cụ ở trên cây này cũng rất dễ. Các bạn chỉ sử dụng hai cái phím ở bên cạnh này các bạn, để chuyển sang nhạc cụ trên và xuống nhạc cụ bên dưới.
đấy là chọn nhạc cụ. Còn các bạn chuyển tông thì cũng cực kỳ đơn giản, đấy là các bạn bấm giữ cái phím FN và sử dụng hai cái phím thăng giáng để chuyển tông như vậy. Các bạn buông ra để chọn cái tông đó. Chỉ có hai cái cài đặt đó thì mình nghĩ là hai cái cài đặt quan trọng nhất. Còn lại tất cả những cài đặt khác thì các bạn hãy dẹp nó sang một bên, cố gắng tập để cho nó thành bài và sử dụng nó thành thạo. Ok, hy vọng rằng clip này mình chia sẻ sẽ giúp ích được cho các bạn tập luyện cái cây R1 một cách chuẩn xác nhất. Chúc các bạn sẽ nhanh chóng làm chủ được cây lốc R1 này nhé.